Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Storevin Đức của mình. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh của mình, anh em hãy ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút rung chuông để không bỏ lỡ những video clip mới nhất mỗi khi mình lên những sản phẩm mới. phiên uh, của uh, buổi tối ngày hôm qua thì mình uh, có lên uh, giao lưu với anh em một chiếc đồng hồ sang cô lốt Marvel, uh, chiếc lốt đấy ở trong tình trạng là uh, hàng zin uh, nguyên bản, chưa qua sử dụng, còn rất là mới. Uh, kèm theo một chiếc khóa sang cô hợp dây zin, hàng nốt rất là đẹp. Thì à, trước đấy thì à, tối qua quay và sáng nay up lên thì à, rất nhanh là có một à, anh khách ở trên à, thủ đô Hà Nội à, đã xuống à, tận nơi xem à, và hai anh em ngồi cà phê và anh ấy xem và à, anh ấy à, cũng đã rước chiếc sân cổ lốt ba đó về Hà Nội. À, tình cảm của anh em ở nơi xa à, Hà Nội cũng như Hải Phòng cũng như là ở các tỉnh lân cận. À, anh em, nhiều anh em đã đến tận nơi xem và giao lưu à, rất vui vẻ, xin cảm ơn anh em rất là nhiều à, Rất mong sự ủng hộ của anh em vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của em à, phiên của tối ngày hôm nay thì em sẽ lên giao lưu với anh em à, gồm 3 chiếc đồng hồ, trong đó có một chiếc đồng hồ uh, Universal uh, Genever và một chiếc đồng hồ Senko đời đầu kim rốn và một chiếc Citizen Cả ba chiếc này thì size của nó là size vintage tương đối là nhỏ Chiếc này thì nó có size là 31 Chiếc này thì size 32 và chiếc Citizen này thì nó là size 33 Những cái size này thì dành cho những anh em mà có cái size cổ tay khoảng 15 À, size của tay 15 thì anh em chơi sẽ rất là lên tay nó sẽ rất là đẹp à, Trước tiên em sẽ lên chiếc Universal à, Chiếc này thì trong tình trạng là ZIN nguyên bản của máy và cái khóa ZIN của nó à, Khóa của nó anh em sẽ nhìn thấy trên dòng chữ Universal đây à, Khóa của nó là khóa ZIN bọc vàng à, Chiếc Universal này thì nó là một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ Máy cơ cót lên có tay À, mặt đeo của nó là mặt đeo màu vàng mỡ gà Chảy tia từ tâm Tia của nó chảy rất là nhẹ, mịn Nhìn à, mặt vàng mỡ gà nó vẫn luôn luôn đẹp à, Chiếc này thì nó có hai cái kim, kim giờ và kim phút, là dạng kim tăm. à, Rất là thanh mảnh à, Các cọc số của nó là cọc số La Mã, à, in đen ở trên mặt đeo à, Phía dưới cọc 12, 12 giờ nó là cái logo của Universal Và bên dưới nó là dòng chữ Universal Geneva chiếc <laughs> à, này thì nói trong tình trạng là zin nguyên bản hết anh em nhé cả củ máy và khóa chưa hề qua spa đánh bóng gì đâu à, anh em thấy cái bộ vỏ của nó là được bọc vàng toàn thân, à, đáy của nó thì là đáy thép à, anh em nhìn cái lớp vàng của nó là nó còn đang uh, những cái chỗ này uh, là nó đang lên tiết đỉa anh em nhé, anh em nếu như mà không thích cái lớp tiết đỉa này thì có thể dùng cana hoặc là dùng kem đánh răng uh, là dùng vải lau nhẹ qua một cái là nó uh, mới cứng ngay À, Thật ra là những cái vết tiết điểm này xử lý đi thì nó rất là dễ Nhưng mà để mà lên được những cái vết tiết điểm này nó theo thời gian Thì nó sẽ rất là khó, rất là mất nhiều năm à, Những anh em nào mà chơi sưu tầm đồ cổ mà muốn giữ nguyên cái giá trị của thời gian Thì thông thường là những chiếc mà nó có lên tiết điểm như thế này Thì anh em vẫn để nguyên, chứ anh em không lau đi Nói chung là tùy sở thích của từng người à, Nói chung là thẩm mỹ của anh em đến đâu thì anh em à, xử lý đến đấy anh em thích nó cổ điển cổ xưa thì anh em để nguyên còn anh em thích nó nguyên zin Và nó vẫn giữ được cái nét bóng bẩy thì anh em lau cái lớp tiết đĩa đi Trước à, chiếc này núm của nó thì là núm zin uh, universal luôn răng núm còn cực kỳ là đẹp à, nói chung chiếc này thì cái thành vách của nó còn rất là bén Trước à, chiếc này nếu như mà lau cái lớp tiết đĩa đi thì nó nhìn nó cực kỳ là mới luôn mà sau của nó cũng đang lên tiết đĩa đây anh em chỉ cần dùng uh, dùng cái rẻ lau cái cái khăn vải ấy, thấm một ít cái kem đánh răng và anh em lau qua một cái là nó sạch bong ngay. này à, chiếc này máy của nó là máy cơ lên dây máy của nó còn rất là đẹp. thành vách của nó còn rất là sắc. À, chiếc universal này thì cũng là cái chiếc đầu tiên à, xuất hiện ở trên kênh của mình. À, mình rất í, ít khi bán đồng hồ thụy sĩ lâu lâu chỉ à, đã đưa một vài con thôi. còn à, chủ yếu mặt hàng chủ yếu của mình vẫn là seiko và citizen. đấy cũng là cái thế mạnh của mình. À, chiếc Universal này, à, mã số 1 à, trong tình trạng là ZIN đẹp nguyên bản à, Máy của nó là máy cơ lên dây rất là đẹp Kính của nó là kính Meca ZIN, núm ZIN à, Size của chiếc này là size 31mm Chiếc này mình xin phép giao lưu anh em với giá là 2,6 triệu à, Mã số 1 2,6 triệu tiếp theo là mã số hai chiếc này là một chiếc đồng hồ senko à, chiếc này là chiếc được sản xuất vào cái thời kỳ đầu tiên của senko cho nên cái máy của nó vẫn là cái máy nhập khẩu từ thụy sĩ anh em nhé máy vàng hồng vàng hồng à, chiếc này thì mặt đầu của nó là mặt đều trắng trắng men à, các cọc số của nó là màu vàng nổi khối cọc 12 giờ và cọc 6 giờ nó là cọc số ốc trò à, chiếc này nó cũng sử dụng cái bộ kim tăm, nhìn nó rất là thanh à, kim rốn của nó là kim dây À, chiếc này nó cũng là một chiếc đồng hồ lên dây nên có tay anh em nhé. Cót của nó lên rất là nhẹ. Chiếc này chữ cốt cũng rất là lâu đấy à, cái kim của nó là anh em nhìn nó chạy nghe. À, chiếc này thì cũng trong tình trạng là zin nguyên củ máy luôn. À, bọc vàng toàn thân. Đấy của nó là đáy thép lớp bọc vàng của nó còn rất là đẹp à, chiếc này thì nó có size mặt là 32 mươi À, và phía trên phía dưới cọc 12 giờ nó sẽ in dòng chữ Senko à, để mình mở máy chiếc này ra cho anh em xem cái bộ máy của nó à, nói chung là thời kỳ đầu khi mà hãng Senko chưa sản xuất được cái linh kiện là máy đồng hồ thì hãng còn vẫn còn đang nhập khẩu những bộ máy linh kiện à, linh kiện máy ở bên thụy sĩ về chính vì thế là những chiếc Senko mà xuất vào thời kỳ đầu tiên à, bộ máy của nó sẽ là máy vàng hồng và có trên thụy sĩ chờ cái đồ mở không biết vứt ở đâu rồi này cái đồ mở chắc là con vịt nó mang đi đâu rồi để anh em nào cần thì mình sẽ mở cho anh em xem à, chiếc này mã số 2 mình xin phép giao lưu anh em với giá là 2,4 triệu à, tiếp theo là mã số 3 À, chiếc này là một chiếc uh, season Automatic 21G à, dòng à, đại bàng à, số 7. À, chiếc này ở trong tình trạng là cực kỳ là mới anh em nhé. Chiếc này độ mới của nó về 98-99% luôn đấy. À, Zin nguyên bản, chưa qua đánh bóng spa gì hết. À, chiếc này nó form của nó là form Rolex, à, niềng khía. À, mặt của nó là mặt màu trắng sữa chảy tia từ tâm các cọc số của nó là màu trắng nổi khối ở à, đầu các cọc số thì nó có chấm dạ quang à, lịch của nó là lịch xây nhanh thứ ngày à, dây của nó là dây thép đúc à, mắt hạt na rất là đẹp Đờ à, mi dạng uh, rolex anh em nhé ở giữa của nó là ba chỉ nhỏ và hai bên ngoài là hai chỉ to form rolex À, nói chung là ba chiếc của ngày hôm nay thì những em nào có cổ tay tầm uh, 15 mm thì anh em uh, đeo rất, rất là đẹp. À chiếc này thì nó có size là 33. À chiếc này mình uh, xin phép giao lưu anh em với giá là 2,5 triệu. Mã số 3 2,5 triệu. À phiên tối nay thì mình uh, lên uh, giao lưu anh em ba chiếc đồng hồ có cái size uh, Vintech tương đối là nhỏ uh, 31, 32 và 33 thì giá tiền nó cũng rất là phải chăng anh em nào quan tâm thì hãy liên hệ với mình theo số điện thoại 091230067 đấy cũng là zalo của mình anh em kết bạn với mình để có thể xem những hình ảnh chi tiết video ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Vâng xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở các clip sau.